Bề ngang 42. Rất nặng luôn. 40. Chiều cao là tầm 17 cm. Một kích thước khá to. Anh em hãy nhìn rõ mặt tiền này. Mặt tiền nó xuất sắc chưa? Con Omni này nó toát lên vẻ hiện đại. Phải nói là nó rất hiện đại luôn. Nhìn cái mặt tiền, nó sang trọng và hiện đại. Màn hình ở đây đó, đang chạy tín hiệu đường CD. Chỉnh bát chép cân loa ở đây. Nói chung cân loa mình không cần chỉnh đâu. Còn đây là bát chép, các bác bấm đây, nó sẽ lên xuống rồi. Tép vậy. Nội thất bên trong con này thì nó thuộc dạng cực kỳ gấu luôn. Tôi sẽ quay mặt sau để các bác có thể cảm nhận. Một chút nữa xe nghe chất âm. Đây là góc cạnh hai bên anh em nha. Vuông vức cứng cáp, xước sát tí ti là có. Nhưng tổng thể nó còn quá nuột luôn. Mặt trên. Với mẫu đê này, anh em nghe nhạc vào những đôi loa to đơn giản luôn. Với con âm đê này, hoặc ghép vang vào hát karaoke. Số series là 1128, 230W, sản xuất tại Nhật. Với những con Omni khủng này nhá, kể cả 150W vẫn cực khỏe. Thì cái watt này nó chỉ là watt tiêu thụ điện. Những con Omni khủng nó là như vậy. Chạy tín hiệu đường CD, loa front, loa rear, loa phụ. Và đặc biệt Omni này còn có cả đường ra, pre. Cái tính năng này rất giá trị để các bác có thể ghép vào Omni khác của cuộc đời. Chỉnh âm sắc cho nó, chỉnh âm sắc cho một Omni khác của cuộc đời đây nhá. Pre out. Nghĩa là nếu các bác có cục đẩy mua cái này về thì sẽ không cần phải mua bộ phận chỉnh nhạc nữa. Coi nó làm cái lọc nhạc đi. Nó có thể chỉnh được bát chép mà. Nó sẽ khai thác được nếu các bác biết sử dụng. Đây, nội thất nó gấu thì nó thể hiện cái. Các bác có thể nhìn qua đây, chút nữa tôi sẽ cho anh em xem. Nguồn cực kỳ to, hai tụ lọc lớn. Tản nhiệt, tổ ong. Nó quá nuột luôn. Tôi sẽ mở to để các bác cảm nhận điều tôi nói nha. Nếu bác nào đã nhớ cái con Pioneer 930 hoặc 900, nó chất âm nó cũng kiểu như này này. Nó khỏe và nó gấu như con này. Nhưng con đấy màu đen thì nó không đẹp bằng con này. Con này phải nói là nó thiết kế quá bắt mắt luôn. To này thì con Omni này nó khai thác ra chất được sản phẩm, bởi vì nó gấu mà nên loa càng to nó càng thể hiện được chất càng hay. Còn những đôi loa bé thì không chấp luôn. Tất nhiên loa bé thì không bao giờ hay bằng loa to các bác nha. Giây phút bên nhau anh sẽ quên mau. Chỉ có em thôi giữ mãi bóng hình xưa. Các bác hãy đeo tai nghe để cảm nhận về chất âm và để cảm nhận cái điều tôi nói, đó là không cần quảng cáo nhiều. Sau đây sẽ mời anh em xem nội thất bên trong. Nội thất của Omni khủng này, Pioneer 750, kích thước bên ngoài to và bên trong nó cũng thể hiện điều đó. Mọi thứ cũng đều gấu. Nguồn rất to luôn, hai tụ lọc to, tản nhiệt gấu đó. Hai tản nhiệt tổ ong ghép vào nhau. Cái này thì nó chạy chắc tầm 8 con sò than, 8 con tầm như vậy. Sò than nó xanh đen, nó bám ở bên đây. Các bác có thể nhìn thấy con đen này. Bên cạnh nó là con xanh. Nói chung là vì mạch nó nhiều nên là khó nhìn. Nó thuộc cái dạng đầu gấu rồi. Với những con Omni này rất tự tin khi bán, bởi vì nó rẻ so với cái chất lượng sản phẩm và nó đẹp luôn. Số series là 1128,
230W điện 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Có chức năng Pre rất giá trị để chỉnh âm sắc cho một cục đẩy hoặc âm ly khác. Anh em nghe nhạc vào những đôi loa to sẽ ra chất của loa luôn, hoặc ghép vang. Em đã trao anh, trao anh nụ hôn ấm, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng em. Chỉnh bát chép bằng nút bấm cộng trừ. Đây, bấm vào là sẽ lên xuống, lên hoặc xuống đây. Đó. Chép vậy. Đang chạy đường CD. Đó là tiếng ra loa căng, tròn, mọng. Xin chào, cảm ơn anh em đã theo dõi.